Xin chào tất cả quý bạn, quay trở lại với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross phiên bản 2023. Khi mà sang cuối tháng 3 này đang có giá cả như nào, tổng năn bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho anh em cách chiếc cụ thể. Chiếc xe Mitsubishi Xpander nó thuộc phân khúc của dòng xe MPV đang cạnh tranh trực tiếp, đó là chiếc xe Toyota Veloz, chiếc xe Suzuki Leo 7 hoặc là chiếc xe của Hyundai mới ra mắt, đó là chiếc xe Hyundai Stargate ạ. Ok, xin phép đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niết của chiếc xe này đang là 698 triệu. Khi sử dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt của tháng 3 này, lái nội đang là 787 triệu. Còn ở tỉnh thì là 753 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì 767 triệu. Và ở thành phố Minh thì là 773 triệu. Có được trả góp thì đang là 250 triệu. Tỉnh thì đang là 217 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì là 231 triệu. Và ở thành phố Minh thì là 237 triệu. Ngoài ra vẫn tặng cho anh em gồm có phim cách nhiệt, trải dàn da và cam chỉnh ạ. Có một giá tốt hơn, hãy khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chip bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể của chiếc xe này dài đang là 4m595, còn rộng là 1m790, còn cao là đang là 1m750 ạ. Và khoảng sáng gầm xe đang là 22cm. Chiều dài cơ sở chiếc xe này dài đang là 2m775 ạ. Về tổng thể của chiếc xe này nó cũng rất là dài, rộng và cao. Về đầu xe của chiếc xe Xpander bản Cross, nó thiết kế nó đã góc cạnh hơn, thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và có điểm em đó là sang trọng hơn khá là nhiều so với cả phiên bản trước em nhé. Sang phiên bản này thì chiếc xe Xpander bản Cross vẫn sử dụng ngôn ngữ của Mitsubishi, thiết kế nó rất là thể thao, mạnh mẽ và sang trọng và rất nhiều thanh nhập chrome em nhé. Cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED đấy ạ. Chiếc xe này nó sử dụng đèn LED luôn nhá. Đèn gầm chiếc xe này nó cũng sử dụng là đèn LED đấy ạ. Đó. Về mặt cản trước của chiếc xe này nó thiết kế nó rất là dập lổ rất là nhiều, tạo chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn. Đó. Sườn xe của chiếc xe này thì nó được dập lổ rất là nhiều nhá. Về phần bánh xe của chiếc xe Xpander bản Cross này nó sử dụng là vành đúc kim nhôm. Vành nó đang vành 17 inch đấy ạ. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trồng nhá. Màu la răng nó sử dụng là màu la răng bạc trắng đấy ạ. Đó, thiết kế của chiếc xe này thì em đánh giá nó thiết kế nó rất là tuyệt vời. Nhìn nó rất là thể thao. Sườn xe của chiếc xe này thì tích hợp thêm đó chính là có thanh đẹp chrome, tạo ra chiếc xe cảm giác được trường xe hơn, dài xe hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn. Về gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu Opa mạc chrome, tạo cho chiếc xe được rất là thể thao, sang trọng. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED, nó sẽ có chỉnh điện, gập điện. Và qua ngoài ra thì nó sẽ có camera 360 độ nhá, tích hợp trên gương luôn đấy ạ. Về chân kính của chiếc xe này, chân kính phía dưới có thanh nẹp chrome rất là dài và rất là to bản, tạo cho chiếc xe cảm giác nó được trường xe và sang trọng hơn. Còn về tay nắm cửa là tay nắm cửa chiếc xe này là tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là có chìa khóa thông minh. Còn về trần xe của chiếc xe này nó có giá lốc hai thanh em nhá. Giá lốc hai thanh, trần nó sử dụng là trần phẳng, nó không có cửa sổ trời ạ. Giá lốc hai thanh thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn. Và anh em để đồ rất là thoải mái luôn đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang về phần đuôi xe. Đuôi xe của chiếc xe Xpander bản Cross này nó được dập lổ rất là nhiều, tạo chiếc xe rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và mạnh mẽ. Nổi bật về phần đuôi xe thì nó sẽ có cụm đèn phía sau, nó sử dụng là đèn LED nhé. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe lên tới là phần trần xe. Thiết kế nó rất là cách điệu và thiết kế nó rất là góc cạnh, tạo cho phần đuôi xe cảm giác nó được thể thao hơn.
Về phần tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cản sau của chiếc xe này thì nó thiết kế nó rất là góc cạnh đấy ạ. Đó. Đèn gầm này thiết kế nó rất là thể thao, có cả bánh lùi nhá. Đây. Còn về đây nó sẽ tích hợp thêm đó chính là có camera lùi này, camera 360 độ đấy ạ. Đây giới thiệu cho anh em về tổng quan về phần đuôi xe ạ. Về cốp xe của chiếc này thì nó vẫn sử dụng là cốp cơ đấy nhé, không phải cốp điện ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang về phần mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Đây mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Xpander. Rất là tiết kiệm nhiên liệu em nha. Chỉ có hơn 7 lít cho động cơ 1.5. Chiếc xe 7 chỗ ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Xpander bản Cross này thì nó cũng được sử dụng không gian nội thất màu đen, ghế được bọc da không gian màu đen thì chiếc xe giúp cho chiếc xe được sang trọng hơn, lịch lãm hơn và đặc biệt nó rất là sạch sẽ khi mà anh em có trẻ nhỏ nha. Ghế nó sử dụng là ghế da chỉnh cơ ạ, nó không phải sử dụng là ghế chỉnh điện ạ. Ghế được bọc da ngồi rất là rộng rãi và thoải mái, ngồi rất ôm ghế ạ. Đây giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này giống như hàng ghế đầu tiên nhé, ghế da màu đen. Hàng ghế thứ hai ngồi cũng rất là rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Ghế chỉnh cơ đấy nhá. Đây em sẽ đi sâu trong giới thiệu cho anh em chi tiết hơn ạ. Giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng 4 chấu được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại nhìn tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động. Đó. Còn đây là về màn hình, nó sử dụng là màn hình kỹ thuật số nhé, digital nhé, và tốc độ đấy ạ. Về phần đây, thiết kế này, thiết kế phần vô lăng này, thiết kế này đánh giá nó sự rất là sang trọng. Túi khí chiếc xe này nó sử dụng là hai túi khí nhé. Về màn hình giải trí nó sử dụng là màn hình cảm ứng 9 inch, có kết nối Apple CarPlay Auto Android ạ. Đó, hệ thống điều hòa tự động nhé. Có bên dưới sẽ có cổng sạc điện thoại này. Còn đây là về bên ghế phụ này, thiết kế nó cũng rất là rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về phần hộp số ạ. Hộp số của chiếc xe này thì rất là tiếc, nó vẫn sử dụng là hộp số tự động 4 cấp nhé, không phải sử dụng hộp số tự động 6 cấp hoặc là hộp số tự động vô cấp thì tuyệt vời rất là nhiều ạ. Phanh tay chiếc xe này nó sử dụng là phanh tay điện tử rồi đấy ạ. Còn về phần động cơ ạ, động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng là động cơ 1.5 với công suất cực đại nó đang là 104 mã lực. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 141 Nm ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này thì có rất nhiều tính an toàn cho anh em nhé. Gồm có túi khí, nó sử dụng là hai túi khí này. Hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LED, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử xe, kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ hành dốc, hệ thống hỗ trợ kiểm soát khi vào cua, cam lùi, cảm biến lùi ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe Xpander bản Cross này thì nó sẽ có các màu cho lựa chọn như sau. Có như là màu màu cam này, màu nâu này, màu đen này và màu trắng ạ. Ok, vậy do này nó giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng vốn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander bản Cross rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để sự cập nhật về giá xe, tổng dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem này các em ạ.